nhu nhú no tròn cỡ trái cam. Thịt thơm, da trắng dễ đâu làm. Sáng ra mọng ống nhìn con khoái, chiều đến bèo nhèo thấy hết ham. Sức trai mần độ hai cái, lão già một thôi là cũng thấy nham. Nam vừa được bánh bao như là vừa được chú Tinh ấy nhỉ. Đây không phải bánh bao bình thường các bạn nhé, đây là một loại bánh bao rất đặc biệt. Các bạn có hiểu cái cảm giác mà từ sáng giờ tôi chưa được ăn cái gì mà trong khi đó đi một cái vùng núi rất là hoang sơ như này mà gặp được bác bán bánh bao ở đây. Happy, very happy. Nhu nhú no tròn cỡ trái cam. Thịt thơm, da trắng dễ đâu làm. Sáng ra mọng ống nhìn con khoái, chiều đến bèo nhèo thấy hết ham. Sức trai mần độ hai cái, lão già một thôi là cũng thấy nham. Các bạn mình bao với mình nhá. Mình bao rất ngon luôn. Nam, dạ. Làm gì đấy? Anh bánh bao này anh ơi. Bánh bao à? Bánh bao. À bánh bao vừa mua dưới kia đúng không? Vâng. À. Dễ thì ăn hết. Ăn hết à? Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì Nam với lại anh Chuyên lại tiếp tục lên trên Trà Phời. Từ sáng đến giờ Nam thì chưa được ăn cái gì cả. Thì đi dọc đường thì lại thấy bác bán bánh bao mà rất là thơm nhá. Bán từ sáng rồi, bây giờ là trưa rồi mà bánh bao vẫn còn thơm mà vẫn là ấm ấm nhá, vẫn nóng. Ăn đi em ơi. Dạ. Ăn đi. À vâng, tôi đói, em đói. Xin mời tất cả mọi người nhé. Quay lại chuyến hành trình hôm nay thì có mỗi hai anh em thôi. Hai anh em lại tiếp tục đi khảo sát rồi là quay lên chỗ nhà ông Lù để xem là tiến độ công trình đến đâu được. Xem nhà gia đình còn cần cái gì không để anh em hỗ trợ. Thôi xin mời tất cả mọi người ăn bánh bao với hai anh em nhé. Ở trên này thì thực sự là kiếm được một cái quán ăn mà một cái hàng ăn hoặc là muốn ăn cơm ở đâu đó thì rất, thực sự rất là khó. Nhà hàng 3 sao. Chúng ta ơi chỉ có thể đi ăn nhà hàng 3 sao hoặc là có thể ăn ở trên nhà ông Lù luôn. Nhà hàng 3 sao nhưng hôm nay rất tiếc là lên nhà hàng 3 sao thì nhà ba sao hôm bị qua đẩy xuống 2 sao, bị đẩy xuống 2 sao. Đây là một ngôi sao, đây là một ngôi sao. Nên là hôm nay chủ nhà hơi buồn một chút nên là chủ nhà đóng tạm thời đóng cửa nhà hàng. Anh em phải ăn bánh bao dọc đường. Nên tức là hôm nay chúng tôi đang ngồi ở nhà hàng 2 sao các bạn nha. Chàng ơi, ăn được cái bánh bao mà ấm hết cả cái bụng. Thế là bây giờ mình phải trèo hai cái núi nữa, mình cũng trèo. Thôi anh em mình đi tiếp anh ơi. Thôi lên thuyền nữa. Đi thôi, anh em đi lên này. Vừa nãy chúng tôi chỉ còn có mới được ăn một cái bánh bao đây, chỉ neo được một nửa dốc. Bây giờ ăn thêm hai cái rồi, neo nốt. Ăn gì đấy? Ăn bưởi à? Lên rừng vừa về đến nhà. Ôi, chào ở nhà nhé. Hôm nay mới vào mới gặp em nhỉ? Mấy hôm trước chắc đi gặt à? Đi hội người ta đánh nứa. À, đánh nứa? Đánh nứa phát đổi à? Hay là làm gì? Hả? Phát đổi à? Đánh lúa thôi. À, gánh lúa gì? Ừ. Gỗ để thay cây này à? Ừ. Hôm qua anh kia đi hội chợ về có thích không? Thích lắm nhỉ. Đi vội quá nên là không kịp cho đi chơi nhiều. Kéo hôm nào ấy có thời gian cho đi chơi nhiều. Là đi chơi không? Qua chú cho anh lở đi chơi rồi. Là cho đi nữa nhá. Đi không? Không biết. Không biết nói tiếng Kinh à? Không biết nghe. Ô, không biết nghe này, chết rồi. Có đi học không? Không đi
Ôi, cái này mà không đi học à? Ơ, cái đấy là cái gì đấy? Ớt. Ớt khô à? Ừ. Đây xem này. Ớt khô để ăn dần nhỉ? Ừ. Phơi khô rồi. Nướng hay là để làm gì đấy? Ăn. À, em ra ăn gì? Đây, ăn cơm với ớt khô này. Chiều mai đi lấy ong nhá. Ừ. Chiều mai anh vào sớm một tí xong là đi lên đi lấy xem nào. Ừ. Tổ to nữa nhỉ. Ừ. Dài vào khoảng bao nhiêu? Ờ, thế trong mùa này vẫn có nhộng đấy. Ừ. Ừ. Ờ, ăn cái đấy thì ăn ngon đấy. Ong đấy ngon đấy. Ừ. Ôi, ăn cơm với ớt. Đang giá ớt. Vâng. Ở trên này ăn ớt thì quen rồi nhỉ. Anh không ăn được nhiều ớt đâu. Bị đau bụng ấy. Đau bụng. Đau bụng nóng không ăn được ớt. Khó lắm. Mà giả định làm. Nhưng mà giả định làm. Thấy như tình này không được ra. Măng xá thì giận. Nhưng mà đi rồi. Ủa? Chưa tặng. Cái gì mới chết nó cả. Mời cô đi. À, cố gắng làm mấy hôm nữa là có nhà mới ở rồi. Nhá. Hôm nào cháu vào thì gọi thêm xem ai có cái đồ đạc gì ấy. Thì cháu mang vào cho tiếp nhá. Ông đi ngoài rồi nó xem nhá. Ớt này chắc là cay lắm rồi. Dạ nó có kia chả vỏ một chứ. Và nhá có tiếp ạ. Ăn ớt với rau này thì ớt này thì cay đấy. Rau này là nhà mình trồng à? Ừ. Vâng. Cái này là mình nhà mình trồng. Cháu bảo hôm nào lên ấy thì cháu mua cái giống ấy. Cái giống cái cây củ su su với lại mấy giống rau ấy. Ừ. Thì lên cháu hướng dẫn cho chồng nhá. Ừ. Làm cái dàn ra ngoài ngoài cửa này này. Làm giúp cho cái dàn nữa. Ừ. Xong là mình chồng quả có rau ăn. Bây giờ nhà em có nhiều lắm. Lắm. Có ấy thì thoải mái ăn. Có lợn không có. Còn mang đi bán người ta không có. Lấy. Bây giờ là chưa có lợn gà gì đúng không? Gà mình gà nuôi chết, bao nhiêu nó nuôi chết hết. Lợn nuôi bao nhiêu nó chưa hết. Mà giờ cái này thì cô yên tâm đi, một cháu không phải giúp mỗi cái nhà này đâu, mà anh em cháu sẽ giúp hướng dẫn cho làm với lại nếu mà cần đến giống ấy, giống con gì mua hoặc là ấy thì anh em cháu sẽ mang đi giúp nhé. Vâng. Cơ bản là nhà mình chịu khó làm thì nó mới có được, chứ không làm thì nó cũng không có. Nhưng mà chắc là nhà nào cũng thế anh ạ. Ai chịu khó làm mới có. Cũng không. Này, cơm với rau này. Cơm với rau với ớt. Cả nhà ăn cơm đi. Mì xả ớt. Chúc khỏe. Chúc khỏe thôi. Nhìn khỏe. Nó có phải không? Cảm ơn nhé. Nhưng mà nó nhìn nè. Vâng. Nhưng mà nó... Ông chưa có à? Ông rót một tí. Vâng, cái chai rượu rất đặc biệt nhé. Rượu này chế hiện đại nhỉ. Thấy rượu được đỏ. Thanh niên mình phải cố gắng chứ. Qua anh đi thì chỉ hỗ trợ được yên là nó đặc biệt thôi. Rồi, nó quá đặc biệt rồi thì anh hỗ trợ thôi. Ta nuôi biết tiền ai luôn con mình chuyển tiền đây vì gọi là nhà giàu rồi nhưng mà rất là bạn là hoàng. Hả? Cũng như một chén nhỉ? Họ biết là họ cứ tưởng là lập tôn. À. Tôn xanh ấy. Lược bạc gì? Vâng. Nhưng mà nó là tỉ nó chơi đúng không? Nhà mấy người ở? Tờ lũ con lỏng nhiều người lắm. Chiến dược phẩm nhận nhạc. Hôm nào anh lên chơi? Ở bên kia à? Bên kia tỏ phời. Ừ. Đào hiếm đào. Thế mà em nhìn cái kia. Ông kia này. Con rẻ tơ này. Con một con dưới. Nhỏ nhỏ cái này á. Con nuôi đấy. À vâng. Con phải nuôi chứ nhỉ? Phải nuôi chứ. Thế cuộc sống ở trên này nó có bột mạc không? Vâng, chỉ có một bữa cơm của người ta, chỉ có một bát rau với một bát ớt này thôi. Quay ra lộ. Vâng.
Đấy, ông ở trên này ông còn biết Zalo luôn vậy. Thì ông lên vào đấy kết bạn là nhiều người xinh lắm đấy. Ông đã tán được cô nào ở trên này chưa? Cô ông đã tán được cô nào ở trên Zalo chưa ạ? Nhiều người xinh lắm. Ừ, nhiều cô xinh lắm. Thưa các bạn ạ, thì bây giờ thì mình với anh Chuyên sẽ di chuyển về. Thì hôm trước thì mình với anh Chuyên đây thì cũng có mua ít thức ăn đến cho gia đình nhà ông Lù. Tuy nhiên ngày hôm nay chủ định của anh mình và anh Chuyên cũng không lên nhà ông Lù. Nhưng mà tuy nhiên khi hôm nay lên đây thì thấy cái cảnh tượng nó cũng rất là nhìn mình cũng cảm thấy trong lòng có một cái gì đó nó hơi buồn và cũng thấy rất là thương. Và cái thứ hai, nhưng mà tuy nhiên là trong cái mâm cơm ấy, chỉ có một bát rau và một bát muối ớt như vậy thôi, nhưng mà thấy cái tình cảm của mọi người vẫn ấm cúng lắm. Và thôi thì mong rằng là mình với anh Chuyên và tất cả các anh em sẽ cùng đưa đến những cái điều tốt đẹp nhất sắp tới và hoặc là trong tương lai đến cho người dân ở trên này và gia đình nhà ông Nù nói riêng. Thì các bạn theo dõi kênh YouTube của Tam Vlog thì các bạn đăng ký like, share và ủng hộ cho kênh mình càng phát triển hơn và để làm được những cái điều cực kỳ ý nghĩa hơn. Và mình xin phép dừng video tại đây. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.